Thưa quý vị, yếu sinh lý là căn bệnh xảy ra phổ biến ở nam giới. Nếu không được hỗ trợ và điều trị kịp thời, thì bệnh sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy nguy hiểm. Hiện nay, một trong những biện pháp cải thiện hiệu quả căn bệnh này đã được nhiều đấng mày râu lựa chọn, đó là sử dụng thực phẩm chức năng. Cải thiện chức năng sinh lý nam giới không chỉ là yếu tố giai đoạn, mà còn là quá trình kết hợp giữa việc sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe phù hợp, chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ. Vì vậy, nam giới cần lựa chọn sản phẩm hỗ trợ khắc phục tình trạng suy giảm sinh lý một cách kỹ lưỡng, thông minh. Để duy trì được cái nồng độ testosterone ở trong máu một cách đều đặn ấy, thì dưới mày râu cần phải sử dụng những các cái sản phẩm mà có thể nói là rất an toàn, này, hiệu quả lâu dài và ổn định, như là sản phẩm Men Cộng Pro. Trong thành phần của nó có rất là nhiều các cái thảo dược quý, ví dụ như là ba kích này, rồi dâm dương hoắc này, đông trùng hạ thảo này, có cái tác dụng gọi là bổ thận tráng dương, tức là tăng cường cái sản xuất cái testosterone cũng như là tăng cường cái sản xuất tình dục. Thì trong bạch cần lê nó có cái thành phần là tribulus này, checkery này, thì nó có cái tác dụng là tăng cường cái sản xuất testosterone một cách rất là tự nhiên. Hay là hầu biển, thì có thể nói rằng là trong hầu biển có rất nhiều những các cái dưỡng chất, các cái khoáng chất mà phải được nhắc đến, đấy là kẽm. Và kẽm có cái tác dụng duy trì cái nồng độ của testosterone, cũng như là tăng cường sản sinh ra tinh trùng, tăng cường cái khả năng miễn dịch. Có thể nói là đây là một sản phẩm mà các quý ông nên chọn để nó có độ tin cậy cao. Do cái tính chất công việc của mình nó gặp rất là nhiều cái sự căng thẳng, bên cạnh đó là di chuyển nhiều, dẫn đến là cái sinh hoạt của mình nó bị thay đổi, khiến cho cái tình trạng sức khỏe và tình trạng sinh lý của mình nó bị suy giảm rất là nhiều. Bên cạnh đó thì khi mà gặp cái vấn đề này thì mình cũng có được bạn bè cũng như là tìm hiểu rất là nhiều cái dòng sản phẩm khác nhau. Nhưng tuy nhiên đây là một cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe nên là mình ưu tiên cái sự lành tính cũng như là không có tác dụng phụ. Chính vì thế là mình muốn lựa chọn cái sản phẩm nào mà nó có chiết xuất từ thảo dược hay là từ thiên nhiên. Bên cạnh đó là phải có nguồn gốc nó rõ ràng, cụ thể. Sau khi lựa chọn được cái sản phẩm Men Cộng Pro này thì mình cảm thấy rất là yên tâm và phù hợp. Nó cải thiện cái vấn đề về sức khỏe cũng như là sinh lý của mình rất là tốt. Đời sống vợ chồng của mình thì hạnh phúc hơn rất là nhiều. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.